Tôi xin giới thiệu với các bạn tổng quan về hệ thống tủ điện hạ thế tại tòa nhà. Hệ thống tủ điện tại hạ thế tại mỗi tòa nhà có thể coi như trái tim của mỗi tòa nhà. Tất cả hệ thống được vận hành chung để cấp điện cho sinh hoạt và khách hàng làm việc. Do vậy, để quản lý vận hành tòa nhà được an toàn, hiệu quả và tiết kiệm năng lượng, thì hệ thống phân phối điện hạ thế là rất quan trọng. Tòa nhà được cấp điện từ lưới điện thành phố cho 3 máy biến áp, cung cấp 100% cho phụ tải của tòa nhà. Cụ thể như sau, máy biến áp số 1 có công suất 2000 kVA cấp điện cho tủ LV1 vào con ACB 4000A. Máy biến áp MV2 cấp điện cho tủ điện LV3 qua thanh ACB 4000A của hãng Schneider. Thứ 3, MVA3 cấp điện cho tủ điện LV9 cấp điện cho con ACB 2500A tại tủ hạ thế. Để bù công suất phản kháng cho hệ thống điện theo luật định của Điện lực Việt Nam, hệ thống phân phối điện được thiết kế gồm có 3 tủ bù tương ứng cho từng lộ. Đây là tủ bù LV5 có công suất 600 kVA/r. Tủ bù được thiết kế có một bảng hiển thị và các chế độ để cài đặt và theo dõi chế độ bù của hệ thống tủ điện hạ thế. Ngoài ra, tòa nhà được trang bị hệ thống máy phát điện dự phòng cùng có 3 máy phát có công suất 2000 kVA. 3 hệ thống máy phát được cấp điện qua hệ thống tủ hòa gồm có 3 ngăn tủ. Ngăn tủ thứ nhất, ngăn tủ thứ hai và ngăn tủ thứ ba. 3 máy phát được cấp điện vào con ACB có rộng ACB 3200A. Từ thanh cái của hệ thống tủ hòa sẽ cấp điện sang tủ LV2 và LV4, LV6 để cấp điện qua con ACB 4000A của hãng Schneider. Hệ thống tủ LV1, LV2 sẽ kết hợp với nhau tạo thành con tủ hệ thống tủ ATS được liên động cơ điện với nhau. Tự như vậy, ở lộ máy biến áp số 2 sẽ cấp điện qua tủ LV3 và LV4 tạo thành hệ thống tủ ATS. Và lộ máy biến áp số 3 cấp điện qua hệ thống tủ LV6 và LV9 tạo thành hệ thống ATS. Máy biến áp số 1 sẽ cấp điện cho lộ tủ điện phân phối LV10 cộng LV2 để cấp điện cho hệ thống điều hòa và sinh hoạt của tòa nhà. Máy biến áp số 2 cũng cấp điện cho tủ LV và LV4. Máy biến áp số 3 sẽ cấp điện qua hệ thống tủ phân phối LV12 để cấp điện sang tủ ưu tiên là tủ DBSC cấp điện. Tôi vừa chia sẻ với quý vị và các bạn tổng quan hệ thống tủ hạ thế tại tòa nhà. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn.